Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Hôm nay kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu, xin giới thiệu đến quý anh chị em bà con cô bác một cái dòng nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là Kubota L2202DT. Về cái con này là có 22 mã lực, loại 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 3 máy. Bây giờ chúng tôi đang đi tới lớp trước nhé. Đây, đây là cái lớp trước đây, có thông số kỹ thuật là 614. Là ở bên Nhật là người ta có một cái lớp sơn đen như thế này để bảo vệ cái lớp sơn zin. Nó màu đen thôi chứ không ai xét nha bà con. Này là nó sơn màu đen vậy thôi để nó bảo vệ cái lớp zin ở bên trong. Đây chúng ta thấy là gai ốc vít. Đây, chúng tôi đang đi tới cái máy đây. Máy nổ rất là im luôn. Đây em nhãn còn nguyên luôn. Đây là chúng tôi hai con. Đầu tiên là 2202DT. Có cá số trên cái cầu trước còn nguyên đây, 952 9S. Rồi bây giờ tôi đang đi tới cái phần cái đồng hồ đây, chỉ có 1583, tức là 1500 giờ thôi. Đây, đây là nước sơn zin hoàn toàn luôn nha bà con. Đây chúng ta thấy là cái nước sơn của nó của bên Nhật là rất là chống chọi với mọi thời tiết khắc nghiệt. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua cầu trước mà phía bên trái nhé. Đây chúng ta thấy tiếng máy nổ thì rất là êm, tất cả tem nhãn luôn như đây. Đây là những cái bộ điều khiển, và đây là cái lớp sau. Đây lớp sau này có kỹ thuật là 9.524. Đây đấy cũng là một cái màu đen tương tự đấy để bảo vệ cái lớp sơn zin của nó. Chúng ta thấy là gai rất là đẹp luôn. Và cái con này thì nó có một cái máy che luôn, nó rất là hoàn thiện, có máy che luôn đây. Đây đây có máy che luôn. Rồi đây là phía sau đây nhé. Đây hai thanh kiếm đây rất là đẹp đẽ luôn. Rồi bây giờ tạm thời chúng tôi đi qua tới con 2002 nhé. Đây là con 2002, còn bên kia là 22, còn đây là 2002DT. Đây là cái lớp trước đây, lớp trước này thì nó có cái thông số kỹ thuật là 64 luôn, nó cũng giống như con 2202 vậy. Đây chúng tôi đang quay, đây tem nhãn là của Nhật luôn. Thấy là các cái cần số cũng như là để điều khiển cái đuôi xe vẫn còn nguyên luôn. Đây chúng ta thấy rất ok luôn, rất đẹp luôn. Đây đây là cái lớp sau đây, 8.522 9.52. Thì cái lớp sau này nó nhỏ hơn cái lớp sau của con 22 một chút. Con 22 là 9.524, còn cái con 2220 này á là 9.522. Chúng ta thấy là mâm móc vít rất là tuyệt vời luôn. Đây là nước sơn riêng nó luôn nhé. Đây chúng tôi đang quay hai con, bây giờ là con này là 2002DT, còn đây là 2202DT. Rồi đây là máy, đây cũng là 3 máy luôn, hai con nó giống nhau, rất là giống luôn. Đây đấy là cái cầu trước đây, 0411S. Có 3 máy, 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng tôi đi tới bằng phía trên nhé. Động cơ chỉ có 852 giờ mà thôi. Đây 852 giờ, chưa được 1000 giờ luôn. Đây mà sơn là sơn riêng của Nhật luôn, một cái rất là chống chọi mọi điều kiện thời tiết.
Rồi nhá, bây giờ chú đưa đi ra phía sau nhá. Đây là một cái hàng nhãn hàng zin 100% từ Nhật về luôn đó bà con. Chúng tôi là không có làm bất cứ gì hết, nhưng mà chúng tôi có kiểm tra hệ thống máy móc, rồi lọc dầu, lọc nhớt, tất cả mọi thứ trước để cho quý bà con về chuẩn bị sử dụng thôi. Chứ hoàn toàn không làm hết, chúng tôi đã kiểm tra tất cả mọi thứ. Đây đấy là hai thanh kiếm. Tôi bên gần đây cho bà con xem nhé. Đấy, đây là toàn bộ con Guta 2002 DT. Con này có 20 mã lực loại 2 cầu, có ta con này số cơ bên cơ, động cơ có 3 máy. Vâng, bây giờ chúng tôi quay trở lại với con 22 này. Đây là cái tấm lưới chúng tôi gỡ ra để quay cho bà con xem cái máy bên trong. Đây cái tấm lưới của nó. Máy nổ rất là êm, không có, chúng ta thấy là không có dấu hiệu của sự là chối tay, không có một cái tiếng rè nào hết. Rất là êm dịu luôn. Đây cái logo Guta đây nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Và kênh YouTube của tôi là Hiếu Đoàn Thanh. Tôi là Đoàn Thanh Hiếu. Số điện thoại tôi để cho mình video. Quý bà con, anh chị em, cô bác đã cảm ơn, rất là cảm ơn đã nhín chút thời gian đăng ký cũng như là theo dõi kênh YouTube của tôi. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu hai con xe là Guta 2002 DT và 2202 DT. Một cái là 20 mã lực, một cái là 22 mã lực. Toàn bộ là giống nhau hết, là bên cơ, số cơ, động cơ có 3 máy. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều nhé. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn rất nhiều quý bà con. Cái này là hàng mới vừa về luôn. Chúng tôi đã, anh em đã kiểm tra rồi, xong hết rồi. Bây giờ bà con mua về chứ việc là xài và sử dụng thôi, chứ không làm mất cái gì hết. Chúng tôi đã làm hết rồi, máy móc là còn riêng luôn, 100% luôn. Đây là stop của này, chúng ta khi mà tắt máy chúng ta chỉ kéo là nó sẽ tắt máy rồi. Rồi, vâng, trân trọng kính chào nhé.